Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nha Bây giờ mình xin thời sự với mọi người một chủ đề khá là nóng bỏng Đó là chủ đề dở mộng giấc mơ Mỹ Đó, Nếu mọi người xem Youtube thì, thì mọi người cũng thấy dạo này Có khá là nhiều người, đại khái là người Việt à, Mới qua Mỹ, à, nói chung là chưa có quốc tịch Mỹ Hoặc là mới có quốc tịch Mỹ, hoặc là thậm chí là không có được định cư Mỹ luôn Đại khái là hay ra một cái tiêu đề vậy nè vì, nước Mỹ vào là tiêu rồi người Mỹ sắp toan rồi Mỹ khổ lắm nước Mỹ không có vĩ đại như chúng ta nghĩ uh, uh, nước Mỹ chú làm chúng ta dở mộng trời ơi nói chung là một đón đóng tiêu đề về mà nước Mỹ như vậy đó trong khi cái sự thật là gì um, sau khi mà qua cái đại dịch này sau khi mà thế giới người ta làm ăn mở cửa bình thường trở lại hết trên khắp thế giới thì họ có chịu về nước không họ chịu về nước họ hỏi câu đơn giản mấy người đó có chịu về nước không à, không nhiều về họ chỉ cần họ, họ ký giấy tờ về nước nhiều khi có người bỏ tiền ra để cho họ về luôn á vấn đề là họ không bao giờ họ chịu về nước hết á ủa gì kỳ á, mọi người thấy cái vấn đề kỳ kỳ ở đây không kể như là nước mỹ nó không có gì đại nước mỹ nó rất là tồi nước mỹ nó rất là tàu lao à, nước mỹ làm cho họ dở mộng à, nói chung là nước mỹ rất là tiêu Ồ nhưng mà tại sao họ lại bám trụ trên nước Mỹ gì kỳ vậy? À, nước Mỹ nó đâu có giữ lại mấy người đó đâu trời không? Họ cũng đâu có cần phải ở lại Mỹ Nói Nhiều... chuyện những cái người đó đó ở Việt Nam hay ở nước khác đó, Họ là người có địa vị Nhưng mà trong video này mình chỉ muốn nói là trường hợp của những người ở Việt Nam mới qua Mỹ sau này thôi à, Ở Việt Nam họ là người có địa vị à, Làm ông này bà kia, làm thầy này thầy nọ Làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên, luật sư, bác sĩ con nhà giàu kinh doanh cửa tiệm này kia à bỏ hết ở việt nam qua bên mỹ này à chi cho nó cực xong rồi than nó cực mất cự không trong khi ừ thì dĩ nhiên bên mỹ là phải cực cái đó bên mỹ này người ta phải đi làm đâu ha thì mới có tiền được đâu có ai nói là ở trên nước mỹ là tiền nó trên cây nó gụng xuống bật bịt bịt đó đúng không ở đó giờ đâu có ai mà khoe là ừ ra mua cần tiền ở mỹ này chỉ cần ra cây hái xuống để mà xài đó đúng đúng không đâu có bao giờ mà có chuyện đó À, nhưng mà người ta vẫn vui vẻ chứ chấp nhận cái điều đó tại vì nó, nó là nước mỹ ha người ta làm công sức người ta bỏ ra thì người ta sẽ lấy lại được ha tiền đóng thế người ta bỏ ra thì người ta sẽ được hưởng lại ok còn mấy người đó họ nghĩ cái gì trong đầu thì không biết nhưng mà nếu mà mặc dù miệng họ chê bay nước mỹ nhưng rõ ràng cái hành động của họ là họ đang bám trụ trên nước mỹ này mọi người thấy nó kỳ kỳ ở đây không à tức là nếu mà chúng ta chê một cái món đồ gì hay là một cái thứ gì đó thì chúng ta phải vứt nó đi chứ đúng không? nhưng mà không cái này càng chê thì lại càng bám. ôi gì kỳ vậy? Đó không trong khi á họ hoàn toàn có thể về Việt Nam giúp nước Việt Nam làm giàu. À, nhưng mà họ lại không làm vậy họ lại bên Mỹ này. và tối ngày họ cứ than vãn uh, trong khi uh... à, cái cuộc sống đó là cuộc sống của họ uh, do họ tự chọn chứ đâu có ai ép buộc gì mấy người đó đâu trời. À, mọi người thấy cái mắc cười ở đây không thành ra mỗi là mình nghe được cái câu mà à, nước mỹ nó làm mà nó không có vĩ đại như chúng ta nghĩ hay nước mỹ nó làm chúng ta dở mộng là mình thấy nó mắc cười vô cùng đó. nó mắc cười là tại mấy người đó nó, cái hành động của họ nó thấy mắc cười không? nó chỉ họ nói một đằng trong khi họ làm một nẻo nó không có ăn nhập gì tới cái hành động của họ nó giống như là họ nói là uh, họ uh, À, không thích con gái nhưng mà họ lại thích con trai vậy đó mọi người thấy nó mắc cười không nó không có liên quan gì đến nhau hết Nha trong khi á họ nè họ qua mỹ ha thì họ đã thừa biết là bên mỹ là nếu mà họ không có tiếng mỹ à, không có bằng lái xe à, không có bằng cấp mỹ không có kinh nghiệm việc làm gì bên đất mỹ à, còn gia đình bên mỹ của họ cũng không phải là đại gia gì hết vậy thì làm sao mà họ có được một con sống đại gia trên đất mỹ này À, và họ cái vấn đề cái quan trọng là họ thừa biết cái điều đó thì à, tức là họ thừa biết là ừ khi mà qua bên mỹ này thì họ phải đi làm à, đi làm như bao nhiêu người để mà kiếm tiền à, nhưng mà qua bên mỹ này thì trái lại họ hình như họ vẫn chưa có nhận ra cái điều đó không không phải nhận không điều ra điều đó vấn đề là họ cảm thấy bị bức rức à, bị gọi là bực bội đi tại vì tự nhiên nhưng mình đã nói hồi nãy rồi ở việt nam họ là người uh, gọi là uh, cao sang ở trong xã hội việt nam ha đại khái là họ có tiền ở xã hội việt nam ha cái tự nhiên qua mỹ này họ cũng có tiền á à, tại vì tiền từ việt nam qua đem qua thì dĩ nhiên có tiền rồi nhưng sau một thời gian thì từ từ tiền nó cũng hết và họ lại cái quan trọng là họ không có làm được cái công việc mà trong mơ của họ trên đất mỹ này thí dụ ở việt nam họ làm người mẫu ca sĩ uh, luật sư bác sĩ uh, kỹ sư gì đi thì mấy cái đó, đó qua bên Mỹ này thì họ đâu có làm được nữa, tại vì họ đâu có cái bằng cấp bên Mỹ cũng như là cái tiêu chuẩn mà về ca sĩ diễn viên người mẫu đồ của Mỹ thì nó cắt khác so với tiêu chuẩn bên Việt Nam, thành ra họ đâu có làm được, thành ra lại tức là họ phải đi làm những công việc lao động bình thường, lại thêm một vấn đề dở mộng nữa, dở mộng nữa, mọi người thấy không? thành ra vấn đề ở đây không phải là họ dở mộng cái vấn đề không phải là nước mỹ làm cho mấy người đó dở mộng mà chính họ đã tự làm cho họ bị dở mộng tại vì họ vốn là họ tự mơ ảo tưởng về sức mạnh không thì dĩ nhiên cái sự thật nó làm họ dở mộng vậy thôi Nam nước mỹ này nó đâu có uh, uh, khoe là ừ mấy anh chị nước ngoài qua đây đi rồi tôi sẽ cho mấy anh chị làm đại gia hay là làm chức cao quan trọng gì đâu đúng không Thôi video đã dài, xin chào và tạm biệt cô chú anh chị các bạn nha. Thank you, bye bye nào.